thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các đơn vị của vùng 4 Hải quân không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thi đua, luyện giỏi, rèn nghiêm, bồi đắp cho cán bộ chiến sĩ lòng yêu nước, dành trọn tình yêu cho biển đảo Tổ quốc. Coi tàu, đảo là nhà, biển cả là quê hương. Phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, động viên cổ vũ bộ đội vượt qua mọi gian lao vất vả, với tinh thần càng khó khăn thì càng ra sức thi đua, quyết tâm vươn lên trở thành những bông hoa rực rỡ nhất. Ngày hôm nay nhiệm vụ của tiểu đội chúng ta làm công tác chuẩn bị pháo để bắn, gồm bảo quản pháo AK-16 và AK-60. Một buổi huấn luyện của tiểu đội pháo trên tàu 375, hải đội 412, lữ đoàn 162. Không khí khẩn trương, thao tác chuẩn xác, các vị trí phối hợp nhịp nhàng. Hơn 30 năm bén duyên với con đường binh nghiệp, là từng ấy thời gian, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hồ Giang công tác xa gia đình. Gác lại những nỗi niềm riêng, giống như bao nhiêu quân nhân khác đang công tác trong quân đội, anh luôn xác định rõ chức trách nhiệm vụ của mình. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đơn vị nào, anh luôn giữ cho mình một tinh thần làm việc mẫu mực, tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm. Không những giỏi về chuyên môn, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hồ Giang còn là người tiểu đội trưởng dám đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, dám đổi mới, sáng tạo, say mê sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật. Ở đơn vị, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hồ Giang còn là người anh, người bạn, được anh em trong đơn vị rất quý mến, tin tưởng và nể trọng. Được sự quan tâm giúp đỡ của thủ trưởng cả cấp và sự quan tâm của đồng chí đồng đội trong đơn vị để tạo sự động lực để tôi phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân tôi thì trực tiếp huấn luyện và chỉ bảo cho cấp dưới thủ quyền là bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, việc gì khó bộ đội chưa hiểu tôi sẵn sàng chỉ đến nơi đến chốn để cho bộ đội nắm được từng chi tiết, thực hiện được nhiệm vụ của mình. Với kiến thức kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền cấp trong công tác huấn luyện, bảo quản bảo dưỡng để duy trì cái tình trạng tốt và cái khả năng đồng bộ của trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao cái chất lượng huấn luyện của đơn vị và cái khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện theo kế hoạch huấn luyện, hôm nay tiểu đoàn tổ chức huấn luyện đề mục tiểu đoàn hải quân đánh bộ cơ giới tiến công địch đổ bộ được không? Với đề mục tiểu đoàn hải quân đánh bộ cơ giới tiến công địch đổ bộ đường không, tiểu đoàn 863 tổ chức huấn luyện cho bộ đội nắm chắc cách đánh, thứ tự, hành động hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng trong tiến công địch đổ bộ đường không. Là đơn vị ra đời và trưởng thành trong chiến đấu, hiện nay tiểu đoàn 863 là một trong những đơn vị nòng cốt của lữ đoàn 101. Việc xây dựng động cơ phấn đấu cho mỗi cán bộ chiến sĩ cũng là một bí quyết nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị. Bên cạnh các đợt thi đua cao điểm, đặc biệt đột kích, phong trào thi đua còn được tổ chức thường xuyên, đều đặn hàng ngày. Sau mỗi buổi huấn luyện, góp phần làm nên thành tích, đơn vị huấn luyện giỏi của lữ đoàn trong nhiều năm liền. Để thực hiện tốt công tác thi đua trong huấn luyện, kết thúc mỗi một đề mục thì chúng tôi thường tổ chức kiểm tra, kết thúc huấn luyện và tổ chức hội thao ở giữa các trung đội với nhau. Thì căn cứ vào cái kết quả hội thi hội thao thì làm cơ sở để đánh giá rút kinh nghiệm cho các cái buổi huấn luyện tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. Với phương châm huấn luyện, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, gian khổ hôm nay, chiến thắng ngày mai, đơn vị luôn tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, năng lực khai thác làm chủ các loại vũ khí, trang bị, nhất là khí tài mới. Chất lượng huấn luyện kỹ chiến thuật gắn với diễn tập hiệp đồng các đơn vị chiến đấu, xử lý các tình huống. Đơn vị tập trung huấn luyện cơ động, ngụy trang, huấn luyện đêm sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Thông qua đó, rèn luyện cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe dẻo dai, sức cơ động nhanh, bảo đảm trong mọi điều kiện tác chiến. Để phát huy tốt phong trào thi đua trong công tác huấn luyện, trước hết vai trò của người chỉ huy trong công tác chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai nữa là phát huy các cái yếu tố quần chúng, vai trò của xung kích của đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện này thì chúng tôi luôn đề cao và đề ra các cái giải pháp như là các hoạt động thi đua huấn luyện trên thao trường, luôn luôn là có những quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cũng như là giáo dục động viên đến cán bộ chiến sĩ trong mọi nhiệm vụ huấn luyện. Nhiệm vụ giữ vững bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu để huấn luyện. Huấn luyện sát với lại phương án,
sát với lại đối tượng tác chiến, sát chiến trường, tổ chức biên chế và cái vũ khí trang bị hiện có của nữ đoàn. Giáo dục quán triệt cho các đối tượng huấn luyện của nữ đoàn nắm chắc cái phương châm, phương hướng và mục tiêu cũng như chỉ tiêu huấn luyện, phát huy dân chủ trong huấn luyện, đặc biệt giải quyết tốt cái mối quan hệ giữa cán bộ huấn luyện với phân đội, chăm lo cái đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội có một cái tinh thần thật tốt, có một sức khỏe thật tốt và có một ý chí quyết tâm cao để hoàn thành cái nhiệm vụ huấn luyện. Với tinh thần thi đua sôi nổi trên mọi mặt công tác, các đơn vị của vùng 4 Hải quân đã và đang không ngừng khơi dậy, lan tỏa phong trào với nhiều sáng kiến, cách làm đổi mới toàn diện. Xuất hiện nhiều tập thể nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng và Quân chủng công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi cùng nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu. Phong trào thi đua quyết thắng của trung tâm ấy, thì luôn luôn là được Đảng ủy, chỉ huy trung tâm rất là quan tâm và thường xuyên động viên, khuyến khích và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cán bộ trẻ có thể là thể hiện tốt được cái năng lực, và nhất là trong công tác nghiên cứu sáng kiến sáng chế. Hàng năm thì rất là nhiều mô hình sáng kiến sáng chế tham gia các hội thi của vùng, của quân chủng đạt giải rất là cao. Bên cạnh khuyến khích anh em là hăng say nghiên cứu thì Đảng ủy chỉ huy trung tâm cũng là chỉ đạo có sự hỗ trợ về cả về kinh phí này và cũng như thời gian cho anh em là nghiên cứu sáng kiến. Hàng năm đều có các cái sáng kiến sáng chế phục vụ công tác huấn luyện. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ trẻ của đơn vị có cái bản lĩnh này, có tinh thần này và đặc biệt là có cái nhiệt huyết tham mê học tập, cống hiến, tích cực nghiên cứu và có những cái đóng góp lớn trong cái thực hiện cái công tác là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Để phát huy những thành tích và kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng thì cần phải tập trung vào một số nội dung như làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trở thành cái động lực phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, phấn đấu toàn vùng để trở thành một vườn hoa thi đua, mọi cá nhân, tập thể đều là những điển hình tiên tiến xuất sắc. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành để nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Những cá nhân ưu tú, những tập thể xuất sắc, đặc biệt là trong không khí sôi nổi của cả dân tộc và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Phát huy bản chất cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng vùng 4 Hải quân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, khu vực được phân công quản lý, tô thắm thêm truyền thống, chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển.